Vâng, xin chào các bác đến với kênh xe đạp Hải Phòng của website xe đạp Hải Phòng.com và em là Kiên Xe Đạp. Và trong cái video này em sẽ đánh giá nhanh một cái chiếc xe đạp thể thao đua hiệu là Viva. Và một chiếc xe đạp thể thao này theo anh em đánh giá là kiểu dáng rất là độc đáo, rất là hiện đại, mang một cái phong cách của những cái chiếc xe đua chuyên nghiệp, nhưng mà lại mang một cái giá bán rất là bình dân, là chỉ khoảng 5 triệu rưỡi. Và nhưng mà hình dáng thì rất chuyên nghiệp, thì hình dáng nó như thế nào thì mời các bác xem video ngay sau đây bây giờ. Vâng, các bác đang nhìn thấy chiếc xe đạp có một cái dáng rất là chuyên nghiệp mà giá thì lại bình dân, đó là chiếc xe đạp đua Viva. Chúng ta nhìn thấy cái dáng của nó rất là khí động học. Đầu tiên về đi đến phần khung sườn, bằng đặc điểm rất là nổi trội của chiếc xe này thì về phần cọc yên này rất là khí động học. Các bác có thể nhìn thấy là cọc yên là hình dẹt, cho nên là giảm sức cản gió. Và đây cũng là cái chế tạo rất là độc đáo của chiếc xe, hình dẹt. Với khung sườn cũng thế, tất cả ống dẹt luôn. Cái họa tiết trang trí trên xe thì cũng rất là đẹp, thư pháp. Đây, gióng dưới của chúng ta nó dẹt một cái mức độ mà em có thể tả như là một chiếc đao á, như một chiếc đao chém gió, rất là dẹt, khinh khung, rất là khí động học, đẹp. Phần đầu trước của khung thì được ra xử lý mối hàn, không nhìn thấy nhẵn luôn, không nhìn thấy mối hàn. Càng trước của chiếc xe thì được trang bị càng bằng thép, bánh là bánh 700C, vành nhôm hai lớp cao thành, rất là cứng chắc. Bánh đằng sau cũng vậy ạ. Về phần đuôi thì là khung nhôm nhưng mà thiết kế khí động học, cho nên là khung rất là to bản, vững chắc. Về phần đũa của chiếc xe thì lại được chia làm ba nhánh, mỗi nhánh là có hai chiếc đũa màu trắng, tạo cảm giác rất là phá cách, rất là đẹp. Bộ phận chuyển động của chiếc xe thì được trang bị là chúng ta đi đến máy ơ của chiếc xe này là máy ơ Formula, một cái hiệu máy ơ mà rất được hay trang được trang bị trong những cái dòng xe đạp thể thao bãi Nhật. Líp của chúng ta là líp 7 tầng hiệu Shimano. Líp 7 tầng hiệu Shimano. Đi cùng với đó là bộ chuyển động Shimano Tourlay, quá là quen thuộc ở trong những cái dòng đua. Đằng trước thì như các cái xe đua khác thì chúng ta cũng xe cũng được trang bị một cái đùi đĩa 2 tầng nhiều răng to, và bộ sang đĩa là Shimano Claris. Bánh trước cũng là Mayer Formula. Đũa phá cách với ba hướng, mỗi hướng gồm có hai cái đũa màu trắng, rất là đẹp. Về phần tay cầm của chúng ta thì chúng ta có một cái tay cầm rất là phổ biến của dòng xe đua. Và bên này thì chúng ta sẽ đẩy vào để mà chuyển níp. Còn khi bấm cái này để xuống níp, chuyển níp thì chúng ta lắc lên, còn bấm cái này là để xuống níp. Rồi, với như bên tay trái thì bên tay phải để lên đĩa. Lên níp. Còn bên tay trái để lên đĩa. Chúng ta lắc cái này để nó lên đĩa. Còn chúng ta bấm này để nó về.
Đây là phần bên bên này của chiếc xe. Sơn thì theo em đánh giá là như mới. Có một số chỗ này đây là băng dính, khi mà vận chuyển về, bọn em vận chuyển về thì chưa đánh Sicala, thì cái này là băng dính, nó dính chỉ dính keo lại thôi, thì cái này em sẽ đánh hết được. Đánh Sicala là hết được. Vâng, đây tổng thể của chiếc xe. Vâng, và em đã tiến hành đánh giá xong chiếc xe đạp đua hiệu Viva. Đây là một chiếc xe đạp theo em thì rất là khá là đẹp và có mang một kiểu dáng rất là hiện đại. Thì nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp này thì hãy liên hệ Zalo với em qua số điện thoại 0975 709 943 để biết thêm về chi tiết. Và nếu các bác quan tâm đến các cái chiếc xe đạp thể thao khác thì hãy ấn đăng ký kênh Xe Đạp Hải Phòng trên YouTube và kết bạn với em trên Facebook qua tài khoản Kiên Xe Đạp. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay như các hiệu như Orient, Seiko, Citizen. Các bác quan tâm thì hãy lên Facebook và YouTube tìm là Kiên Đồ Cũ để xem những cái mẫu đồng hồ này. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác.